Ông Nguyễn Văn Vàng, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ đã bán 1 hecta cây dưa cải cho cơ sở thu mua nông sản Thông Hiệp ở ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông được gần 2 tháng. Tuy nhiên, ông Vàng vẫn chưa nhận được số tiền bán cải là hơn 50 triệu đồng, mặc dù đã tìm nhiều cách liên lạc với người mua. Theo ông Vàng, để trồng cải, gia đình phải vay vốn ngân hàng để mua giống, phân bón và mất đến 3 tháng chăm sóc. Làm được một cây cải lớn lên như thế này là vất vả lắm, khổ cực lắm. Đó là thật sự người nông dân của tôi thì vô cùng, hơn nữa năm nay là cải đầu vụ thì cải gặp sâu rầy nhiều lắm. Cho nên mà đã gặp cái trường hợp mà bán cải mà họ lại lấy tiền luôn, giật tiền của chúng tôi luôn. Cho nên chúng tôi là nông dân là càng vất vả hơn. Ngoài ông Vàng, tại xã Xuân Đông hiện có 12 nhà vườn bị thương lái thu mua nông sản rồi không trả tiền với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo người dân, vì tin tưởng nên trong quá trình mua bán, các bên không viết giấy. Nông dân để thương lái thu mua hết vườn sẽ thanh toán tiền một lần. Giờ thì đồng tiền thì nói chung dân lao động thì mấy chuyện biết rồi. Nói chung làm ra, mua mang ra thì đến mua đến ngay là cắt cải thì lấy tiền để trả tiền công cả cho người ta. Nhưng bây giờ chị Nga bán và chị Nga gần 2 tháng rồi mà nhưng chị Nga cứ hèn hoài không trả tiền cho bà con. Dân nhân dân cũng mong muốn cấp chính quyền can thiệp để lấy đồng tiền cho bà con để về trang trải nợ nần về chi phí. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đông, tình trạng thương lái mua nông sản của nông dân rồi không trả tiền là có thực. Riêng chủ vựa nông sản Thông Hiệp, ngoài chiếm đoạt tiền của nông dân, họ còn không trả tiền cho người làm thuê. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương đã mời các bên có liên quan lên làm việc, nhưng không thành do chủ vựa đã rời khỏi địa phương. Sau khi chúng tôi tiếp nhận hồ sơ và đơn của một số người dân, thì chúng tôi đã tiến hành là lấy lời khai và xét thấy cái này là việc mua bán vì là tranh chấp dân sự. Cho nên chúng tôi đã chuyển cho tư pháp và tư pháp cùng với công an hướng dẫn cho người dân chuyển ra tòa. Hiện nay tòa đang thụ lý hồ sơ. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, cơ quan chức năng đang vào cuộc để giải quyết việc thương lái thu mua nông sản nhưng không trả tiền tại xã Xuân Đông. Qua vụ việc này, chính quyền cảnh báo nông dân cần thận trọng khi mua bán với các thương lái. Tốt nhất là mua bán theo kiểu giao hàng, thanh toán ngay để tránh xảy ra trường hợp tương tự.